Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoài Nam đây. Thì hôm nay mình sẽ có một cái app để giới thiệu đến các bạn, để cho giúp cho các bạn nào mà không có điều kiện để mua piano á, thì mình có thể sử dụng cái app này mình chơi trên điện thoại được luôn. Với điều kiện là mình phải là người soạn ra những cái set nhạc đó để cho các bạn tải về cái điện thoại, để các bạn có thể đưa vào cái app và chúng ta chơi thôi. Các bạn không cần nhớ note gì hết, nó chỉ cần chạy chạy xuống và các bạn bấm theo thôi là nó sẽ hoàn thành bài hát. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại như vậy, theo thời gian á, thì chúng ta có thể nhớ được những cái note đó và chúng ta có thể chơi một cái tác phẩm ok ha, ở mức đơn giản nha. Thì phần mềm hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là phần mềm piano Tetris gì nè, đây là phần mềm này. Thì khi mình tải về nó có trên CS Play và App Store luôn, mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả nha. Mình sẽ vào setup nó trước để các bạn có thể dễ dàng nha. Đây, giờ mình sẽ vô cài đặt để mình cài đặt cho các bạn trước nha. Ở đây thì chế độ phím nè, các bạn để chế độ phím đơn cho mình nha. Nè, chế độ phím đơn thì chọn bàn phím, thì các bạn để thông số như thế này ha. Phím đàn là 20 phím ha. Chiều cao thì các bạn để y chang gì. Chiều cao ở đây là khi các bạn đưa cái chiều cao nó lên cao quá thì nó che mất tiêu cái nốt của mình nè, mình cứ để thấp thấp thôi. Ở đây thì chủ đề thì nó có sẽ thay đổi nè ha. Và tiếp tục tốc độ thì các bạn nhớ bật chế độ nốt dừng lại ha. Thì nếu mà các bạn không bật chế độ này thì chúng ta chơi mà chúng ta lỡ nó chạy xuống, nói chung là bạn không bấm vô cái nốt nhạc đúng nó cũng vẫn chạy bỏ qua nha. À, cái này thì các bạn cứ để bình thường, cái độ rung thì các bạn có thể tăng lên hoặc các bạn để ốp cũng được. Đó về cơ bản về cách cài đặt và cái kho nhạc cụ, cái phần ở đây nè, cái kho nhạc cụ này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều nhạc cụ ở đây ha, các bạn cứ tìm tòi ha. Chất lượng này đó, cái này các bạn mua bản rồi các bạn có. Và để làm sao chúng ta chơi được một bài hát thì chúng ta sẽ vào phần bài hát ha. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều bài hát nè, thì các bạn có trên thanh này nó có là nhạc của tôi chia sẻ nè, online này các bạn bấm vào MIDI and karaoke nè, nó để lỗi đó, các bạn cứ bấm ok đi không sao cả ha. Đây ví dụ như cái bài gió này nè, mình mới nghiên cứu mình thử á, bây giờ các bạn cộng vô thêm nha, bấm vào cộng này đó. Thì nó sẽ đưa chúng ta tới cái thư mục mà chúng ta muốn lót vào. Thì thường thường các bạn tải gì đâu, mình sẽ ghim cái đường link của MIDI để ở dưới để cho các bạn tải về ha. Dù mình đã tải về và cái của mình đó là gió này, mình sẽ bấm chọn nó, nó sẽ lót vào và cho chúng ta nghe thử. Muốn chơi bài nào thì các bạn bấm chọn bài đó nha. Ví dụ bài mình mới lót vô bài gió này, các bạn bấm chơi ha. Ở đây thì nó sẽ có những hiện cho các bạn cái này, bạn bấm vô cái phần acoustic binaural nè đó. Các bạn bấm vào chơi cái giắc này, các bạn không bấm vào chơi toàn bộ nó sẽ bị lỗi đấy. Bấm vào chơi cái giắc này hả, cái này ấy thôi, các bạn bấm chơi đấy thì nó sẽ hiển thị ra thế này và chúng ta chơi thử ha. Chúng ta chạm vào si đô nè, cứ các bạn cứ chạm đúng thôi. Thì các bạn đăng ký kênh nha, tại vì mình sẽ ra liên tục những cái bài hot mình sẽ soạn cho các bạn, cái các bạn chỉ cần lót cái file đó vô các bạn chơi nha. Và rất mong các bạn cứ cho mình một like, dành cho những cái bạn nào cho mình một like, bạn mới á cho mình một like để mình có phấn đấu và mình làm nhiều hơn cho các bạn nữa nha. Hy vọng cái video này mình sẽ giới thiệu thằng này thôi. Mình sẽ giới thiệu thằng này để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái ứng dụng này nha. Mình sẽ sau này mình sẽ soạn ra những cái set để các bạn MIDI để bỏ vào đây để các bạn có thể chơi nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.